Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714 889 0777. TNT Cabinet Toy Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714 894 1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Xin trân trọng chào đón quý vị đến với chương trình tin tức phát hình live của đô Sài Gòn TV cùng Lê Thái và Thanh Mai. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ hai, ngày 1 tây tháng 8 rồi. Kính thưa quý vị, xin gửi lời chào tới Lê Thái nè. How are you? <laughs> Lê Thái xin gửi lời chào đặc biệt đến quý vị đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi lời chào đến chị Thanh Mai. Em khỏe, chị Thanh Mai khỏe không? À, Thanh Mai vẫn khỏe. Cảm ơn quý vị và Lê Thái. Nghe đồn nghe đồn là hôm qua là sinh nhật con gái là người ta <laughs> well, happy birthday chị thanh mai oh. thank thank you lê thái Chị có hôm, đi đâu chơi ngày hôm qua không hôm qua thì uh, thanh mai đi uh, santa barbara wow. đi trên đó cũng thời tiết cũng đẹp lắm thưa quý vị mình ở miền nam california mà mình lên trên đó thì mình thấy là cái không khí nó khác dưới đây hết nhiều lạnh nó nóng, nó lạnh, nó nóng uh, hơi cũng hơi nóng thưa quý vị uh. nhưng mà mình thấy là cách đó cũng khoảng, khoảng mấy tiếng thôi thì cái, cái uh, the weather different Ờ. Đó không? Nhưng mà cái traffic thì nó hơi hơi traffic một chút xíu Hỏi một cái cá nhân chút xíu nè Đi dai boyfriend hả? <laughs> cái này là can tell can't Thiên cơ tell, bất khả tiết lộ uh, Can tell, có nghĩa là không thể nói Thiên cơ bất khả lộ Đúng rồi, đúng <laughs> dạ, rồi Dạ à, vâng, cũng qua chương trình này thì gửi lại chào đến quý vị khán giả một lần nữa thì Chúc mừng sinh nhật thâm mai ha ừ, Em nghĩ đúng là, đúng là tất cả quý vị khán giả mà đang xem chương trình cũng sẽ Ờ uh, Xong cái chương trình này sẽ không mà nó dưới là cũng Happy Birthday tham ai ừ. giấu rất là kỹ thành ra không có ai chúc mừng đúng ngày cả nhưng mà hôm qua thì em có xem một số thông tin thì biết là chị ngày hôm qua sinh nhật của chị ừ. yeah. yeah. uh, Thanh uh, Kiều, <laughs> quý vị và Lê Thái và sau đây thì mời quý vị cùng chúng tôi bước vào bản tin Việt Nam. Tây Ban Nha ngừng cấp visa cho người Việt mang hộ chiếu màu mới. công an nổ súng cướp tiệm vàng rồi ném vàng ra đường cho dân lượm. Ba cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội tử nạn khi làm nhiệm vụ. Và sau đây là bản tin chi tiết xin mời quý vị theo dõi cùng Thâm Mai. Cảm ơn Lê Thái. Tính thưa quý vị, tin Việt Nam cũng cho biết thì Tây Ban Nha ngừng cấp visa cho người Việt mang hộ chiếu mẫu mới. Ngày hôm nay, đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội thông báo việc là không thể cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam lý do vì hộ chiếu mẫu mới này không có thông tin nơi sinh. Theo cơ quan đại diện ngoại giao này của Tây Ban Nha, thì nơi sinh là một thông tin quan trọng để mà xác định danh tính cá nhân và cũng là thông tin bắt buộc để mà xử lý các đơn xin thị thực vào đợt khối Schengen. Đại sứ quán Tây Ban Nha không thể tiếp nhận đơn xin thị thực Schengen đối với mẫu hộ chiếu này từ nay cho tới khi các cơ quan trung ương có thẩm quyền trong khối Schengen đưa ra quyết định có tiếp nhận mẫu hộ chiếu mới bìa màu xanh tím, tha, tím than của Việt Nam hay là không thưa quý vị. Vào ngày 27 tháng 7 vừa qua thì cơ quan đại diện ngoại giao của Đức tại Việt Nam ra thông báo tạm thời chưa cấp thị thực vào Đức cho những công dân Việt Nam sở hữu hộ chiếu mẫu mới với bìa màu xanh tím than. Lý do được cho biết vì mẫu hộ chiếu này thiếu nơi sinh. Về khối về cơ bản được tạo thành 26 quốc gia châu Âu đã cùng nhau bãi bỏ hộ chiếu và kiểm soát biên giới. Đối với các du khách tới EU, điều đó có nghĩa là khối xe Schengen hoạt động như là một quốc gia đơn lẻ, tức là một khi quý vị nào muốn quốc gia thuộc khối xe Schengen thì quý vị cũng có thể vào các quốc gia còn lại. Công an nổ súng cướp tiệm vàng rồi ném vàng ra đường cho dân lượm. Kết thúc quý vị, ông Ngô Văn Quốc, đại úy cán bộ trại giam Bình Điền ở thị xã Hương Trà đã nổ súng liên tiếp 10 phút trong tiệm vàng Hoàng Đức và thái lợi tại chợ Đông Ba vào trưa ngày hôm qua ngày 31 tháng 7, sau đó lấy đi nhiều vàng từ khay vàng từ bên trong tiệm và ném ra đường cho người dân lượm. Một nhân viên tượng vàng Hoàng Đức kể lại, khoảng 12 giờ 30 trưa ngày Chủ nhật vừa qua thì trong lúc tiệm đang mở cửa bán hàng thì Quốc đã mặc quần áo công an, đi xe máy, cầm súng AK, xông vào bắn chị Thiên liên tiếp rồi nã đạn vào tủ trưng bày. Nhưng do kính vỡ quá nhỏ nên tên cướp chỉ lấy được hai chiếc vòng vàng, rời tiệm Hoàng Đức Quốc mang súng AK đi trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo rồi vào tiệm vàng Thái Lợi cách đó khoảng 20 m và cũng bắn nhiều phát đạn làm vỡ tủ kính trưng bày. Sau đó, tên công an này liên tục lấy các khay đựng vàng hất ra đường rồi hô lớn vàng cho người nghèo và nhiều người dân đã chạy lại lượm vàng. Sau khi tấn công hai tiệm vàng, Quốc đi từ từ trên đường Trần Hưng Đạo về hướng cầu Gia Hội, vào nhà Lục Giác ở công viên Trịnh Công Sơn và gọi điện thoại cho người thân đến 2 giờ chiều trước sự vây bắt của công an, kể cả dùng xe bọc thép và lực lượng bắn tỉa bao vây, quốc buông súng đầu hàng. Giới hữu trách đang kêu gọi người dân giao nộp vàng nhặt được cho quốc ném ở chợ Đông Ba, nếu không sẽ bị xử phạt về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Và thưa quý vị, ba cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội tử nạn khi mà làm nhiệm vụ. Ba cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc công an quận Cầu Giấy Hà Nội là đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc đã tử vong khi làm nhiệm vụ liên quan tới vụ cháy tại tầng 6 quán karaoke ISI vào trưa ngày hôm nay. Sự việc diễn ra vào khoảng 1 giờ trưa ngày hôm nay sau khi mà lính cứu hỏa quận Cầu Giấy đưa được 8 người ra ngoài an toàn. Nhưng mà khi quay trở lại để mà tiếp tục công việc chữa lửa thì cầu thang bị sập. Đường vôi, đường vòi chữa cháy bị đứt thu quý vị và trần nhà sập đè chết 3 người. Điều tra ban đầu cho biết nguyên nhân vụ cháy phát ra từ việc hàng xì để mà sửa chữa quán karaoke ISIS. Nội vụ vẫn đang được điều tra. Tranh cãi về việc hiệu trưởng mặc áo nhung cầm quyền trường ở lễ trao bằng tốt nghiệp đại học Hình ảnh hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hà Nội mặc áo nhung, đội mũ màu đỏ, cầm quyền trường, đeo vòng cổ tại lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2022 của trường đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi. Tuy nhiên, điều lạ hơn là giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội lại yêu cầu vị hiệu trưởng này phải làm báo cáo về tình hình tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp, gây tranh cãi trên mạng xã hội và báo cáo phải nộp trước ngày 2 tháng 8. Không chỉ vậy thì giới hành, lãnh đạo của Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hà Nội còn yêu cầu hiệu trưởng này phải đi chỉ đạo ra soát và điều chỉnh trang phục, lễ phục trao bằng tốt nghiệp để tránh lặp lại tình trạng tương tự. Cụ thể, vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, Trường Đại học Kinh tế Hà Nội tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2022 cho gần 1.000 tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Tại buổi lễ, trường ra mắt bộ lễ phục mang dấu ấn và thương hiệu của nhà trường. Trong đó, hiệu trưởng mặc áo nhung, đội mũ màu đỏ, cầm quyền trường, khoác áo thụng, đeo vòng cổ. Các thành viên trong ba nghi lễ cũng mặc áo nhung đỏ, pha đen, đội mũ màu đen. Liên quan đến trang phục này, có ý kiến cho rằng đây là biểu hiện của việc trọng hình thức, sự màu mè, vẽ vời, đua đòi, thậm chí là lố bịch đến thế. Bên cạnh đó thì không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trường xịn xò quá, lệ tốt nghiệp trong mơ, trang phục đẹp quá như quân đội hoàng gia. Tìm hiểu cho thấy quyền trưởng hiệu trưởng bắt nguồn từ rất lâu, nhiều trường đại học ở Anh và trên thế giới sở hữu một quyền trường. Đó là một phần thiết yếu của các nghi lệ chính thức đóng vai trò như một vật đại diện cho quyền lực của tổ chức. Ở tại Mỹ thì có hẳn các công ty chuyên thiết kế và sản xuất quyền trường cho các trường đại học để dùng trong lễ tốt nghiệp, mẫu mã tùy chọn. Tuy nhiên, nhiều website của công ty có tên là Mediacraft Mint ở Mỹ, nơi cung cấp quyền trường hàng đầu cho các lễ tốt nghiệp, có viết trong khi một số trường cao đẳng và đại học đã sử dụng quyền trường tốt nghiệp trong nhiều thập kỷ, những trường khác vẫn chưa quen với truyền thống này và lần đầu tiên đặt hàng. Và một cái bản tin này là cũng về nhậu nhẹt Thưa quý vị là đi nhậu về thì sách cây đập xe hơi đậu cạnh nhà Vì cảm thấy rất là chướng mắt Ngày hôm nay thì công an Thủ Đức đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Đối với ông Huỳnh Phước Thọ, 41 tuổi thưa quý vị Ngụ để mà điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác Vụ việc xảy ra vào khoảng trưa gần 12 giờ trưa ngày 31 tháng 7, tức là ngày hôm qua, anh Nguyễn Tấn Lộc đậu xe hơi trong hẻm cạnh nhà của ông Thọ, nhưng mà không cản trở lối ra vào, rồi đi ăn dỗ nhà người quen. Sau đó thì Thọ đi nhậu về nhìn thấy xe của anh Lộc đậu cạnh cổng nhà mình cảm thấy chướng mắt nên vào nhà bếp lấy ba thanh gỗ ra ngoài đường đập phá ô tô của anh Lộc này. Và chiếc xe bị đập kính trắng gió, cần gạt nước phía sau, vỡ kính chiếu hậu hai bên, vỡ đèn xi nhan bên phải và mớp méo, chạy xước đuôi sau xe của bên phải và mớp phía trên vỉa bánh của xe bên phải trái thưa quý vị. Đập xong thì anh Thọ đi nhậu tiếp. Đến gần 4 giờ chiều thì anh Lộc ra thấy mới là phát hiện sự việc và báo công an tại đồn công an thì thọ là khai không có mâu thuẫn gì với chủ xe hay là ai khác mà chỉ vì chướng mắt nên mà đập xe vậy thôi thưa quý vị cái này là cái này là hơi 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 lãng à, chút xíu không biết nhưng mà theo anh nghĩ thì có hơi men vào ừ. cộng với lại sự nhiều khi gánh tị chẳng hạn, rồi nhiều khi bực bội khi người ta khác đậu xe ngay trước nhà mình, rồi nhiều cái nó cộng dồn lại thì thành ra hành động như vậy. Nhưng mà nếu em thích nghĩ là một là vô trong tù hay là phải đền tiền cũng khá nhiều với cái chiếc ừ, xe này. Đúng, đúng rồi, chắc chị? phải đền tiền thôi, chắc vô tù không? Chắc không đâu hả? Em không biết thì tùy Vì theo khi tỉnh rồi tùy, đâu có tùy nhớ gì theo, đâu. Tùy theo luật pháp ở Việt Nam thôi, <laughs> ừ. nhưng mà mình đoán là người này cũng chắc cũng không có bị nhẹ đó. Và <laughs> thưa quý vị và đó là phần tin Việt Nam. Chúng tôi trở lại phần tin thế giới sau phần bảo trợ của Đài. Cảm ơn quý vị. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777 TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177 Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Tham Mai Thai. Và bây giờ chúng tôi xin trở lại phần tin thế giới với những tin đáng chú ý sau đây. Ukraine và Nga tiếp tục giao tranh. tàu chở ngũ cốc ra khơi hàng loạt từ Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Pelosi thăm Singapore. Và sau đây là bản tin chi tiết. Xin mời Thầm Mai. Cảm ơn Lê Thái. Kính thưa quý vị, tin thế giới cũng cho biết thì quân đội Ukraine cho biết là họ đã tiêu diệt nhiều binh sĩ Nga trong chiến sự ở miền Nam, bao gồm cả khu vực Kherson là trọng tâm của cuộc phản công của Ukraine. Và đây là trạm nối chính trong các tiếp chiến tuyến tiếp tế của Nga, thưa quý vị. Trong khi đó, thì Nga vẫn tiếp tục pháo kích vào các thành phố của Ukraine. Trong đó thì có Mykolaiv đã bị trúng hỏa tiễn khiến xảy ra đám cháy ở vùng trung tâm thành phố tại Kenson, nơi Nga đang chiếm giữ, giao thông đường sắt tới Kenson quá đông và Dimeno đã bị cắt đứt. Bộ chỉ huy miền Nam của quân đội Ukraine cũng cho biết, có thể càng cô lập lực lượng của Nga ở phía Tây của con sông khởi nguồn tiếp tế ở bán đảo Crimea bị chiếm đóng về phía Đông. Viên chức quốc phòng và tình báo của Anh, các lực lượng Nga là đang chật vật duy trì đà tiến, mặc dù cho rằng Nga đã tiêu diệt được một số loại hỏa tiễn HIMRS của Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine và Ukraine đã sử dụng các hệ thống phi đạn tầm xa do phương Tây cung cấp để mà gây ra hư hại nặng cho ba cây cầu bắc qua sông Dnipro trong những tuần gần đây, các đứt thành phố Kherson và theo đánh giá của các quan chức quốc phòng của Anh khiến lục quân 49 của Nga đóng quân ở bờ Tây sông dễ bị tấn công. Bộ chỉ huy miền Nam của quân đội Ukraine cũng cho biết, có hơn là 100 binh sĩ của Nga và 7 xe tăng đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh ở miền Nam. Phó Chủ tịch thứ nhất của Hội đồng khu vực Kansas, Yuri Sobolevsky, yêu cầu người dân tránh xa các bãi chứa đạn dược của Nga. Thưa quý vị. Trong khi đó, thì tàu chở ngũ cốc ra khơi hàng loạt từ phía Ukraine. Ukraine bắt đầu xuất cảng trở lại ngũ cốc với chiếc tàu đầu tiên từ đầu chiến tranh đã rời cảng Odessa trong khuôn khổ, một thỏa thuận quốc tế ký với Nga tại Istanbul dưới sự bảo trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Theo thông báo của thổ nhĩ kỳ, sáng ngày hôm nay con tàu Razony đã rời cảng Odessa và ngày mai tàu sẽ ghé qua Istanbul để làm các thủ tục kiểm tra. Sau đó sẽ tiếp tục hành trình tới điểm đến là cảng Tripoli của Libanon và về phía Kyiv, Bộ trưởng phụ trách về cơ sở hạ tầng của Ukraine cho biết tàu chở 26.000 tấn bắp hôm ngày 22 tháng 7 vừa qua đại diện cho nga. Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc đã ký một thỏa thuận để bảo đảm cho Kyiv nối lại xuất cảng ngũ cốc dưới sự giám sát của quốc tế. Một thỏa thuận tương tự cho phép Moscow xuất các sản phẩm nông nghiệp và phân bón cũng đã được ký. Hai thỏa thuận trên nằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng lương thực trên thế giới. Nếu chuyến tàu đầu tiên diễn ra suôn sẻ, các tàu xuất cảng ngũ cốc của Ukraine sẽ tiếp tục rời ba cảng ở miền nam của nước này. Hiện tại còn khoảng trên 20 triệu tấn ngũ cốc bị kẹt trong kho của Ukraine kể từ khi chiến tranh nổ ra. Dự kiến với vụ mùa mới sắp thu hoạch, Ukraine có thể dư ra khoảng 20 triệu tấn để xuất cảng. Và nếu xuất cảng hết số lượng ngũ cốc dự tính, Ukraine có thể là thu về khoảng 20 tỷ mi kim. Nguy cơ khan hiếm lương thực trên thế giới cũng giảm bớt. Và thưa quý vị, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi thăm Singapore. Ngày hôm nay, bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã có mặt tại Singapore, chặng đầu tiên trong vòng công du châu Á. Dù không được nhận chính thức, thì nhưng khả năng bà Pelosi có thể ghé thăm Đài Loan đã khiến Trung Quốc tiếp tục giận dữ và lớn tiếng phản đối. Theo tin quốc tế, thì Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã thúc giục bà nỗ lực góp phần xây dựng một quan hệ ổn định với Bắc Kinh. Trong một bản thông báo, Bộ ngoại giao Singapore cũng cho biết Thủ tướng Lý Hiển Long đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ ổn định Mỹ và Trung đối với hòa bình và an ninh khu vực. Lời kêu gọi của Thủ tướng Singapore được được đưa ra vào lúc mà trong những ngày qua đã có nhiều tin đồn theo đó Chủ tịch Hạ viện Mỹ có kế hoạch đi thăm Đài Loan nhân vòng công du châu Á lần này, một thông tin mà bà Pelosi không xác nhận mà cũng không phủ nhận thưa quý vị. Và tới ngày Chủ nhật qua, thì văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ mới ra thông báo xác nhận 4 nước mà bà sẽ ghé thăm là Singapore, Malaysia, Nam Hàn và Nhật Bản, không nói tới Đài Loan. Trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định quân đội Trung Quốc sẽ không thủ động nếu mà Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi ghé Đài Loan. Theo phía Trung Quốc, việc một lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong chính quyền Hoa Kỳ thăm Đài Loan là một hành vi can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc và điều đó sẽ dẫn tới những hậu quả rất là nghiêm trọng thưa quý vị. Bên cạnh đó thì Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ sửa chữa chính sách sai lầm của khủng hoảng nguyên tử với Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian ngày hôm nay tuyên bố Hoa Kỳ nên sửa chữa triệt để chính sách sai lầm là gây áp lực cực đoan khi lại là kẻ chủ mưu gây ra cuộc khủng hoảng nguyên tử ở Iran. Ông Zhao đưa ra tuyên bố khi được yêu cầu bình luận về nhận xét của ông Ali Bakari Khani, nhà đàm phán nguyên tử hàng đầu của Iran, rằng Tehran sẽ cho Mỹ một cơ hội để thể hiện thiện chí trong các cuộc đàm phán. Theo ông Bakari Khani, Iran đã đệ trình các ý tưởng được đề xuất về cả bản chất và hình thức cho các bên của cuộc đàm phán tại Vienna, Áo về việc khôi phục thỏa thuận nguyên tử vào năm 2015 để mở đường cho kết thúc nhanh chóng của cuộc đàm phán, Iran đã ký hiệp ước JCPOA với các cường quốc trên thế giới vào tháng 7 năm 2015, đồng ý hạn chế chương trình nguyên tử để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này. Tuy nhiên, cựu tổng thống Donald Trump đã rút Washington ra khỏi thỏa thuận vào tháng 5 năm 2018 và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Tehran khiến nước này từ bỏ một số cam kết trong hiệp ước. Các cuộc đàm phán về việc khôi phục GCPOA bắt đầu vào tháng 4 năm 2021 tại thủ đô của nước Áo, nhưng đã bị đình chỉ vào tháng 3 năm nay vì những khác biệt chính trị giữa Tehran và Washington. Sau 3 tháng tạm dừng, các cuộc đàm phán đã được nối lại vào cuối tháng 6 vừa qua tại thủ đô Doha của Qatar, nhưng không giải quyết được những khác biệt gì. Và thưa quý vị, Nam Dương và Hoa Kỳ tập trận quy mô lớn. Quân đội Nam Dương và Hoa Kỳ ngày hôm nay khởi sự cuộc tập trận chung kéo dài 2 tuần với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ. Mục tiêu của tập trận là theo Washington là nhằm thúc đẩy hợp tác trong khu vực trong bối cảnh có nhiều căng thẳng với Trung Quốc. Tham gia cuộc tập tham gia cuộc tập trận này tuyên bố tại Jakarta là cuộc tập trận nhằm tăng cường sự tin cậy và đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau và mở rộng năng lực và kết nối quân đội các nước. Đây là cuộc tập trận thật sự, không phải là sự đe dọa với bất kỳ bên nào nạn nhân buôn người gặp khó khăn để xây dựng lại cuộc sống ở Ấn Độ. Các tổ chức phi chính phủ ở Ấn Độ đang đóng một vai trò không thể thiếu trong việc chữa lành và hỗ trợ các nạn nhân của nạn buôn người vì quốc gia này là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Nam Á. Với các cơ hội kinh tế ngày càng cạn kiệt trong bối cảnh đại dịch, hàng triệu người khác trên khắp thế giới đang đứng trước nguy cơ buôn người. Tổ chức nhân đạo ước tính có tới 800.000 người bị buôn bán ở châu Á mỗi năm và nạn buôn người cực kỳ tràn lan ở Ấn Độ. Zarin là một trong những nạn nhân. Năm 9 tuổi, cô bị đưa từ bang Tamil Nadu của Ấn Độ đến khu đèn đỏ là Kamatibura của Mumbai, một khu phố nổi tiếng với tệ nạn mại dâm. Cô đã mất 30 năm để thoát ra. Giống như Zarin, hầu hết tất cả các nạn nhân của nạn buôn người đều là người nghèo và không có học thức. Từ Nepal đến Ấn Độ, hơn 35.000 nạn nhân được vận chuyển mỗi năm qua các cửa khẩu biên giới. Chúng được sử dụng để buôn bán nội tạng, phục vụ gia đình và mại dâm. Kamatibura là nơi sinh sống của khoảng 5.000 người hành nghề mại dâm. Hơn 90% là nạn nhân của nạn buôn người từ bên trong Ấn Độ và từ các nước láng giềng như Nepal và Bangladesh. Nhiều người cũng có con, và con của những người bị buôn bán tình dục lại càng khó có cơ hội phát triển. Và nếu không được tiếp cận với nền giáo dục, phát triển kỹ năng và việc làm, chu kỳ lạm dụng này đôi khi có thể tiếp diễn trong hơn một thế hệ. Chương trình của Liên Hiệp Quốc đang hỗ trợ khoảng 25 cô gái trẻ và thiếu niên lớn lên trong các nhà thổ ở Kamatibura, Ý tưởng là cung cấp cho họ những lựa chọn để phát triển, không chỉ là cá nhân mà còn là tác nhân của sự thay đổi. Và kính thưa quý vị, quân đội Miến Điện triển hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng. Quân đội Miến Điện ngày hôm nay thông báo kéo dài thêm 6 tháng tình trạng khẩn cấp, có hiệu lực từ sau cuộc đảo chính ngày 2 năm 2021, tháng 2 thu quý vị, năm 2021. Theo nguồn tin quốc tế, người lãnh đạo quân Việt Min Han An đã đề nghị các thành viên chính phủ quân sự cho ông cầm quyền thêm 6 tháng, tức là tới tháng 2 năm 2023. Đề nghị này đã được 11 thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia thông qua. Chính quyền quân sự đã cam kết bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trước tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, trong bài diễn văn được phát sóng ngày hôm nay, ông Minh đã không nêu rõ ngày cụ thể, mà chỉ tuyên bố Miến Điện cần phải có hòa bình và ổn định để mà tổ chức bầu cử. Tướng Minh Anh Han cũng nói tới việc là cải tổ hệ thống bầu cử bằng cách cho thay thế thì hình thức bỏ phiếu theo đa số đơn danh, vốn đã mang lại nhiều lợi thế cho đảng viên đoàn quốc gia vì dân chủ của bà Aung San Suu Kyi bằng hình thức bầu cử theo tỷ lệ. Tuyên bố này là tướng Minh đã đưa ra đọc đúng vào lúc mà ASEAN chuẩn bị các cuộc họp ngoại trưởng vào thứ Tư ngày 3 tháng 8 tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia, nhưng mà Miến Điện không được mời khối ASEAN lần này rất có thể sẽ bày tỏ thái độ cứng rắn hơn với Miến Điện sau vụ hành quyết các nhà đối lập chính trị hôm thứ Hai tuần trước, đồng thời cũng kêu gọi các bên liên quan có các hành động cụ thể chống lại chế độ quân sự này. Quân viện Miến Điện đã ban hành tình trạng khẩn cấp ngay sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 năm 2021, lật đổ lãnh đạo quân sự Song Chi với lý do là cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2020 mang lại thắng lợi cho đảng LND đã bị gian lận. Thưa quý vị. Bây là một phần tin quốc tế, chúng tôi cho lại phần tin Hoa Kỳ sau phần bảo trợ của đài. Cảm ơn quý vị. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714 Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric and Highlander Hybrid Electric. Quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Lý Đô Sài Gòn TV trong chương trình bản tin tổng hợp. Sau đây, Tham Mai và Lê Thái xin trở lại phần tin Hoa Kỳ với những tin đáng chú ý sau đây. Lũ lụt ở Kentucky giết chết ít nhất 30 người Tổng thống Joe Biden dương tính trở lại với Covid-19 sau khi đã điều trị với một đợt Palovit một phi công ở North Carolina chết sau khi nhảy hoặc rơi từ máy bay. Và sau đây là bản tin tin chi tiết. Xin mời quý vị theo dõi cùng sứ ngôn viên Tham Mai. Cảm ơn Lê Thái. Kính thưa cái vị, lũ lụt do mưa quá lớn ở phía đông Kentucky đã giết cho ít nhất là 30 người, trong đó thì có 4 trẻ em. Thống đốc Andy Berger cho biết ngày hôm Chủ nhật khi mà các nhà chức trách làm việc để mà cung cấp thực phẩm và nơi trú ẩn cho hàng ngàn cư dân phải di tản. Một số người nhà ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã bị cuốn trôi, sau nhiều ngày mưa lớn mà thống đốc Besher đã mô tả là một trong những vụ lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử của tiểu bang này. Các toán cứu nạn đã hướng dẫn thuyền máy qua các khu dân cư và thương mại để mà tìm kiếm nạn nhân. Rachel Pardon, một nạn nhân kể lại, mọi thứ đã biến mất. Toàn bộ văn phòng đã biến mất xung quanh cô, những ngôi nhà chìm một nửa trong nước. Cô nói là chúng tôi phải bơi ra ngoài và trời lạnh. Nước ngập trên đầu bà thật đáng sợ. Các quan chức cảnh báo là số người chết có thể tiếp tục tăng với lượng mưa dự kiến nhiều hơn, có khả năng cản trở các nỗ lực cứu nạn. Cơ quan thời tiết quốc gia dự báo một số đợt mưa rơi vào bão và sẽ kéo dài cho tới ngày thứ ba. Và việc theo dõi lũ lụt có hiệu lực tới sáng ngày hôm nay ở miền Nam và miền Đông của Kentucky. Thống đốc Deser, người đã ban bố tình trạng khẩn cấp về lũ lụt, cũng cho biết các nhà chức trách sẽ tìm kiếm các thi thể trong nhiều tuần khi mặt lực lượng cứu nạn tới các khu vực xa xôi hơn. Lũ lụt là thảm họa quốc gia lớn thứ hai tấn công Kentucky trong vòng 7 tháng, sau một đợt lốc xoáy cướp đi sinh mạng của gần 80 người ở phía Tây của tiểu bang vào tháng 12. Thống đốc tổng thống Joe Biden thưa quý vị đã tuyên bố về một thảm họa lớn ở Kentucky, cũng cho phép tài trợ liên bang được phân bổ cho tiểu bang. Văn phòng thống đốc Besser cũng cho biết, những cư dân bị ảnh hưởng nặng có thể bắt đầu nộp đơn xin hỗ trợ thiên tai từ cơ quan quản lý khẩn cấp của liên bang. Tổng thống Joe Biden dương tính trở lại với COVID sau khi đã điều trị với một đợt Paxlovid. Các bác sĩ tòa bạch ốc cho biết hôm ngày cuối tuần vừa qua, Tổng thống Joe Biden lại có kết quả dương tính một lần nữa với COVID-19 vào sáng ngày thứ Bảy, và ông không gặp bất kỳ triệu chứng nào vào lúc này. Bác sĩ Kevin O'Connor viết trong một bản ghi nhớ phát hành vào ngày thứ Bảy vừa qua. Tổng thống chưa trải qua bất kỳ triệu chứng tái phát nào và đang cảm thấy khá khỏe, đây là trường hợp không có lý do gì để bắt đầu lại điều trị vào lúc này. Nhưng nhóm bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Xét nghiệm dương tính mới của Tổng thống Joe Biden là một ví dụ về trường hợp COVID-19 tái phát. Một hiện tượng đã xảy ra trong một số trường hợp sau khi mọi người dùng Paxlovid và Tổng thống Joe Biden đang bị cô lập trong tòa bạch ốc và đã hủy bỏ kế hoạch công du trước mắt. Ông cũng đã lên kế hoạch gặp gỡ để nhất phu nhân vào ngày Chủ nhật tại Delaware, cũng như thực hiện một chuyến đi vào đầu tuần tới để thúc đẩy việc thông qua dự luật tài trợ các bộ bán dẫn hay là chip. Tổng thống Joe Biden đã thoát ra khỏi sự cô lập vì Covid-19 ban đầu từ thứ tư tuần trước, sau khi hoàn thành liệu trình kéo dài 5 ngày với Paxlovid, một liệu pháp chống Covid do công ty Pfizer chế tạo và xét nghiệm âm tính với Covid-19 vào tối ngày thứ ba vừa qua. Và một lần nữa vào sáng ngày thứ tư, tổng thống không mang cản kẻo khẩu trang thưa quý vị tại các sự kiện công cộng mà ông tham dự vào cuối tuần Điều này mâu thuẫn với hướng dẫn của CDC nói rằng mọi người nên đeo khẩu trang trong 10 ngày sau khi bị nhiễm trùng COVID. Vào cuối tháng 5 thì CDC đã đưa ra một lời khuyên y tế về sự tái phát của các triệu chứng và lưu ý rằng không có trường hợp nào mắc bệnh nặng như một phần của sự tái phát này. Cơ quan này cũng cho biết hiện tại không có bằng chứng cho thấy một đợt Paxlovid thứ hai là cần thiết để tiếp tục chữa trị COVID. Và thưa quý vị, một phi công ở North Carolina chết sau khi mà nhảy hoặc là rơi từ máy bay giữa một không trung cách bí ẩn. Và các giới chức cũng cho biết là một viên phi công ở tiểu bang North Carolina đã chết trong một hoàn cảnh bí ẩn vào chiều thứ sáu qua. cho Hill Crooks, 23 tuổi, là một trong những người trên chiếc máy bay nhỏ này. Chở 10 người hôm thứ Sáu nhưng mà hạ cánh chỉ với một phi công phụ ở West County, North Carolina. Các nhà chức trách cũng cho biết phi công Crooks đã nhảy hoặc là rơi từ máy bay giữa không trung mà không có dù. Theo báo cáo, phi công phụ còn lại đã hạ cánh khẩn cấp an toàn xuống phi trường quốc tế Raleigh Durham sau khi mà báo cáo với cơ quan kiểm soát không lưu, máy bay bị mất cánh bên phải và được đưa vào được đưa vào bệnh viện với vết thương nhẹ thưa quý vị. Hàng chục nhân viên cấp cứu đã có mặt tại phi trường quốc tế Raleigh Durham. Một số cảnh sát khác đã đi khắp khu vực địa phương và đường bay của máy bay để mà tìm kiếm thi thể của Crooks. Cơ quan tìm kiếm cho biết thi thể của người phi công được tìm thấy vào tối cuối cùng vào ngày khoảng là 7 giờ tối thưa quý vị, trong khu rừng phía sau khu dân cư Furway và Rina, cách phi trường Raleigh Durham khoảng là 30 cây số. Cảnh sát cũng cho biết sau đó thi thể đã hạ cánh một ngôi nhà, hạ cách một ngôi nhà khoảng là 30 cho tới 40 feet và cư dân đã báo cho cảnh sát thưa quý vị. Trong cuộc họp báo tối ngày hôm đó, cảnh sát trưởng Brandon cũng cho biết thi thể của phi công Crooks rơi xuống ít nhất là 3.500 feet và vẫn chưa rõ thì phi công có chết trước khi rơi hay là không, nhưng mà các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra sự việc trên. Riêng người phi công phụ sống sót đã được xuất viện sau khi họ được điều trị vết thương này thưa quý vị. toàn nghiệp quá Lê Thái hà Quá, 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 quá đau ừ. thương. Rơi từ 3 ngày năm ra viết là rất là cao. Mà còn rất là trẻ thưa quý vị. Ừ. thưa quý vị, một người phụ nữ ở Brooklyn đã đánh đuổi được kẻ tìm cách tấn công tình dục mình. Một người phụ nữ ở Brooklyn, tiểu bang New York đang dắt chó đi dạo và đã bị một kẻ lạ mặt tấn công nhưng cô đã chiến đấu chống lại và thành công. Cảnh sát có được đoạn video chấn động khi kẻ la mặt đã tìm cách kẹp cổ và cố cường hiếp cô. Theo hình ảnh ghi nhận được, thì kẻ tấn công đã phục kích nạn nhân 30 tuổi từ phía sau khi cô đang dắt chó đi dạo gần đường Woodwide Street ở Rickwood Place ở Berwick vào sáng ngày thứ Bảy, ngày vào 8 giờ 25 phút sáng. Thưa quý vị. Và đoạn video cho thấy nghi can đã kẹp cổ và đẩy cô xuống đất. Nạn nhân đã đánh rơi dây xích con chó trong cuộc vật lộn và con chó nhỏ đã giật mình bỏ đi một khoảng cách. Kẻ tấn công đang tìm cách hãm hiếp trong lúc cô gái cố gắng giải thoát bản thân. Bằng một cách nào đó thì cô gái này đã đẩy được kẻ tấn công ra khỏi và khiến hắn bỏ chạy về phía đông trên đường Wood Bean, Và người phụ nữ bị thương ở cổ và mặt. Ban đầu thì từ chối chăm sóc y tế nhưng sau đó đã đến trung tâm y tế Interfaith. Ngoài video thì về vụ tấn công thì cảnh sát đã công bố các hình ảnh giám sát của nghi phạm được chụp trước vụ tấn công và đang yêu cầu công chúng giúp đỡ xác định danh tính và theo dõi nghi can. Y được mô tả là khoảng 30 tuổi, cao 5 feet 8 với nước da ngâm đen, mái tóc đen, một bộ rim mép mỏng. Thưa quý vị, cẩn thận nha Thâm Sao vậy? đừng đi dắt chó đi à, với những người mà đẹp như thanh mai mà đi dắt chó là cũng nguy hiểm lắm đó. thường thường tối thanh mai không dám ra đường thưa quý vị tại vì dạo này thấy có nhiều người không có được bình thường cũng sợ lắm dạ yeah, đúng ừ. rồi sợ với, lắm thưa với lại mình đẹp nữa mà đúng không cái đó thì mình không có dám nhận gặp người không bình thường thì không nói nhưng mà mình đẹp nữa thành ra là cái người mà bình thường nó cũng có nguy cơ luôn này em trai dễ thương ghê thưa quý vị Hoài, khoái quá. và thưa quý vị tin cuối nha quý vị tài xế uber bắn chết một mục sư ở tiểu bang texas một tài xế Uber đã bị bắt và bị buộc tội bắn chết một mục sư, một mục sư được nhiều người dân ở Houston kính mến. Theo cảnh sát ở Houston, tài xế tên là Deshawn Longmire, 23 tuổi, bị buộc tội giết người liên quan tới cái chết của mục sư Ronald Moulton, 58 tuổi. Cảnh sát cũng cho biết vụ nổ súng xảy ra tại là 6.400 Gulf Freeway vào ngày 24 tháng 6. Địa điểm này chỉ cách nhà thờ Baptist East Metal Missionary Baptist vài phút, nơi mà Milton từng là mục sư trong hơn 3 thập niên qua. Theo cảnh sát, thì các nhân chứng nói rằng họ tin rằng vụ giết người là kết quả của sự giận dữ trên đường với một người trên chiếc sedan màu đen. Có thể là vì mục sư đã chạy cắt ngang đầu xe của tên tài xế Uber này. Tuy nhiên, thì tới, tới tên này, tài xế vẫn khẳng định là anh không có mặt ở gần xa lộ trong thời gian xảy ra vụ giết người này. Cảnh sát không tin vào lời khai này vì một cuộc tìm kiếm trên điện thoại đã cho thấy là anh ta đang ở gần hiện trường. Công ty Uber đã hợp tác với cảnh sát và cung cấp dự kiện của chiếc xe di chuyển trên đường phố vào thời điểm xảy ra án mạng này. Cái chết của mục sư Mô Tân đã khiến nhiều tín đồ trong nhà thờ bị chấn động, trong khi thì gia đình mục sư gọi là vụ giết người vô cớ là một thảm kịch vô nghĩa. Gia đình cũng cho biết là họ hy vọng công việc của toàn bộ hệ thống tư pháp hình sự được thực hiện một cách triệt để và công lý được thực thi thưa, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình bản tin tổng hợp chiều ngày thứ hai ngày hôm nay của Đài Liên Rồi Sài Gòn TV. Ờ, nhưng sau bản tin tổng hợp này, thưa quý vị, thì đài chúng tôi có một cái bản tường trình đặc biệt nói về bệnh đậu buộc khỉ của nhà báo Đinh Quang Anh Thái. Và phần tường trình đặc biệt này thì sẽ sau cái phần thông tin thương mại sau khi mà chúng tôi kết thúc phần bản tin tổng hợp chiều ngày hôm nay. Và kính chúc quý vị một ngày thứ hai bình an nha quý vị. Dạ, xin hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Happy birthday tham <laughs> <mai. Thank cười> Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát hình của đài Lydostigon TV. Đinh Quang Thái xin trân trọng kính chào quý khán giả. Cái bản tin ngày hôm nay mà chúng tôi thấy rằng đáng chú ý về mặt sức khỏe của người dân Hoa Kỳ đó là thành phố San Francisco. Các viên chức có trách nhiệm về thành phố này hôm nay đã chính thức loan báo rằng có biện pháp khẩn cấp về mặt y tế để đối phó với bệnh đồ mùa khỉ đang lây lan rất đáng ngại tại San Francisco. Lệnh này có hiệu lực từ sáng ngày hôm nay tức là ngày mùng 1 tây tháng 8 năm 2022. Quyết định này sẽ giúp cho ngân sách của thành phố được giải ngân để hiểm trợ cho tất cả những nhân viên về mặt y tế, cứu hỏa vân vân nhằm mục đích hy vọng chặn đứng được cái sự lây lan của bệnh đậu mùa. Tại California, toàn tiểu bang, tổng số người bị bệnh đậu khỉ đã lên tới 799 trường hợp. Và đây là một vài thành phố có sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ. Alameda là 58 người, Contra Costa 18 người, Marin 2 người, Napa 1 người, San Francisco 305, San Mateo 11, Santa Clara 46, Santa Cruz 5, Solano 6 và Sonoma 8 người. Thưa quý vị, trong khi đó thì tại New York, thống đốc của New York và đặc biệt là thành phố New York đã ra lệnh bằng một cái sắc lệnh hình pháp là tuyên bố bệnh đầu mùa khỉ là một tình trạng khẩn cấp về mặt y tế. Thống đốc của tiểu bang New York, Kerry Hutchins, đã ra lệnh cho tất cả mọi cơ quan y tế của tiểu bang phải sẵn sàng đáp ứng với sự lây lan của bệnh đầu mùa khỉ. Bởi vì lý do New York hiện nay là tiểu bang có số người bị lây nhiễm cao nhất trên toàn Hoa Kỳ, Cơ quan CDC là kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của nước Mỹ cho biết có 1.345 trường hợp đã bị nhiễm bệnh đầu mùa khỉ được xác nhận tại New York. Thống đốc của tiểu bang cho biết lệnh hành pháp này sẽ cho phép chính phủ của tiểu bang phản ứng nhanh hơn và trợ giúp các nỗ lực tiêm chủng của tiểu bang nhiều hơn. Một cách cụ thể, thì lệnh này sẽ mở rộng để mà có thể tiêm chủng vaccine đậu mùa khỉ cho những người làm việc trong lĩnh vực y tế. À, những người làm việc trong tuyến đầu, à, nhân viên cứu hỏa, bác sĩ, dược sĩ, y tá vân vân. Số người bị lây nhiễm tại New York chiếm vào khoảng 1 tư tổng số trường hợp bị lây nhiễm đậu mùa khỉ tại nước Mỹ. Illinois 238 người, Maryland 72 người, Florida 247 người, Massachusetts 79 người và California 356 người. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, Nước Mỹ dẫn đầu về các trường hợp được xác nhận là bị lây nhiễm đậu mùa khỉ. Tính đến ngày hôm nay đã có 3.846 người bị lây nhiễm từ nước Mỹ, trong khi đó trên toàn thế giới là trên 18.000. Một cuộc nghiên cứu mới nhất của các giới y tế thế giới cho thấy rằng bệnh đậu mùa khỉ đã có nguy cơ lây lan cao nhất là do những người có quan hệ đồng tính nam hoặc là lưỡng tính. Trước cái tình hình này thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu để đối phó với bệnh đậu mùa khỉ. Thưa quý khán giả, bệnh đậu mùa khỉ là một cái bệnh từ xưa tới giờ tương đối là hiếm lắm và ít được biết đến các trường hợp lây nhiễm đầu tiên đã phát sinh từ phía bên Tây Phi và Trung Phi. Và hiện nay các quốc gia đang bị lây lan bệnh này đó là gồm có các quốc gia Âu Châu, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada và nước Úc. Cái cách lây lan của bệnh đầu mùa khỉ như thế nào? À, bệnh đầu mùa khỉ gây ra do một cái loại virus à, phát sinh từ khỉ, một cái loại virus mà tính ra về mặt y khoa đó là cùng họ với virus gây ra đậu mùa. Mặc dù đậu mùa khỉ ít nghiêm trọng hơn đậu mùa và các chuyên gia cho biết là nguy cơ bị lây nhiễm thấp hơn, cũng như nguy cơ tử vong thấp hơn. Tuy nhiên, bệnh xảy ra hầu hết ở các vùng xa xôi hẻo lánh của các quốc gia trung và tây phi gần đường nhiệt đới. Ở những khu vực này, đó từ đầu năm cho tới nay đã có tới 1.200 trường hợp đã bị lây nhiễm đậu mùa khỉ. Hai loại virus đầu tiên phát sinh từ hai vùng, vùng Tây Phi, vùng Trung Phi Châu. Và bây giờ cái con virus mà tại vùng Tây Phi đó đang lây nhiễm sang các quốc gia khác, trong đó có Hoa Kỳ. Một người mà bị bệnh đầu mùa khỉ thì những triệu chứng như thế nào? Trước hết là sẽ bị sốt, đau đầu, sưng tấy đau lưng đau nhức cơ thể khi cơn sốt bùng phát kế đó họ sẽ bị uh, nổi các cái hột uh, mẩn đỏ lên trên mặt bề mặt của da và thường bắt đầu từ trên mặt rồi lan ra các bộ phận khác trên cơ thể tay chẳng hạn chân và thường nhất là lòng bàn tay và lòng bàn chân khi mà các uh, cái mẩn hột mẫn đỏ đó, nó bắt đầu phát ra rất là ngứa và thậm chí đau bị mưng mủ và từ từ có thể từ 1 cho tới 2 tuần thì những cái vết đỏ đó nó sẽ biến thành vẩy và nó bị rụng đi. Các tổn thương có thể để lại là vết sẹo ở trên cơ thể người. Và nhiễm trùng như vậy kéo dài từ 14 cho tới 21 ngày. Bệnh đầu mùa khỉ có thể lây lan tiếp xúc do gần với những người bị nhiễm bệnh, chạm vào giường của họ nằm, chạm vào quần áo của họ, vân vân. Và bệnh có thể bị lây lan qua súc vật, thí dụ như là chúng ta nuôi khỉ chẳng hạn. Chúng ta chạm vào những con chuột, những con sóc hoặc những đồ vật mà có thể đã bị nhiễm cái con virus đậu mùa khỉ. Bệnh nguy hiểm như thế nào? Hầu hết trường hợp những người bị nhiễm bệnh bị hậu quả nhẹ thôi. Ở đôi khi nó hơi giống bệnh thủy đậu và tự động nó sẽ hết trong vòng vài tuần lễ. Tuy nhiên, có một số trường hợp nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Tây Phi Châu và cũng đã có tử vong. Thưa quý vị, người đồng tính khi mà quan hệ tình dục là nguy cơ bị lây lan nhiều nhất và cho tới ngày hôm nay đó thì nếu mà tính ra năm 1970 bệnh đầu mùa khỉ lây lan đầu tiên tại khu vực phi châu vì do một con khỉ bị nuôi nhốt ở trong chuồng. Riêng tại nước Mỹ năm 2003 có một đợt bùng phát có 81 người uh, bị lây nhiễm nhưng mà không có một trường hợp nào bị uh, tử vong cả. Năm 2017 tức là cách đây như vậy là 5 năm, Nigeria bị một cái đợt rất lớn có 172 trường hợp bị uh, nhiễm bệnh và 75% nạn nhân là những người nam giới từ 21 tới 40 tuổi. Ở Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo rằng tất cả chúng ta phải cẩn thận. Và hiện nay thì Hoa Kỳ đã uh, công bố là sẽ có 780.000 mũi vaccine tên là GenCos và phải chích hai liều để mang ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ. Những thành phố như San Francisco, New York, Washington DC và một số các tiểu bang khác hiện nay đang thiếu uh, thuốc chích vaccine để ngăn ngừa đậu mùa khỉ. À, khả năng mà xét nghiệm cái loại bệnh này của nước Mỹ đó là cứ một ngày có thể xét nghiệm từ 60.000 cho tới 80.000 người Và Hoa Kỳ đã đặt một cái hãng ở bên Âu Châu mua 5 triệu 500.000 liều vaccine đầu mùa khỉ và sẽ được giao hàng vào đầu năm 2020 Cái hãng mà làm thuốc này đã, tên là hãng Bavarian Nordic là một công ty nhỏ của Đan Mạch thôi và chính phủ Hoa Kỳ đang mua Thưa quý khán giả, chúng ta phân biệt hai chữ, một chữ là epidemic và một chữ là pandemic. Epidemic epidemic là một cái loại dịch bệnh mà nó chỉ có lây lan trong một cái khu vực nhỏ thôi. Còn pandemic là đại dịch thì nó lây lan từ quốc gia này qua quốc gia khác. Thí dụ như đại dịch Covid sau khi mà phát sinh từ Vũ Hán ở bên Trung Quốc năm 2019, lây lan ra toàn thế giới. Thì để định nghĩa thế nào là epidemic và pandemic thì phải là quyết định của tổ chức y tế thế giới hợp tác với những uh, tổ chức y tế của các quốc gia khác um, theo từng vùng và cho tới giờ phút này đó đậu mùa khỉ vẫn chưa bị xem là epidemic tức là ở một cái giới hạn lây lan nhỏ thôi dù vậy vẫn uh, nhắc nhở chung chúng ta là rất cẩn thận tránh tiếp xúc với những người bị bệnh đầu mùa khỉ với những cái dấu hiệu là bị những cái mụn mà mưng mủ ở trên tay trên chân trên lòng bàn tay vân vân đinh quang thái xin chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai